Rồi thì mình làm tiếp cái video này để mình giới thiệu những cái sản phẩm không phải là giày là cái vật phẩm bên mình. Thì đây mình đang có vòng Rastaclass thì đã quá quen thuộc rồi, mình cũng order cũng khá là nhiều, mình cũng không muốn giới thiệu cái Rastaclass nữa. Rồi ở đây thì mình đang có cái dòng tai nghe, thì mình nhận order web JBL nè. Thì cái tai nghe này nè là giá của nó là 39,99 đô, là mình order về là 1,160,000 á, là có cái tai nghe này ha, full box full seal luôn. Cái này của khách rồi mà mình cũng không dám khui, cho nên thôi để giờ mình chỉ giới thiệu các bạn xem được thôi, mình cũng không có trải nghiệm được, mình chỉ giới thiệu Reflect Fit. Rồi cái dòng tai nghe thứ hai mình muốn giới thiệu đây là cái này nè. Cái thằng này dạng chụp tai ha, JBL, cái mã nó là JBL T450Z. Rồi dạng chụp tai thì cái đồ cái tai nghe này giá của nó rất là giá của nó rất là hợp lý, tối tiền đó là 20,99 đô. Mình nhận order cái này về là 720.000 có một cái tai nghe JBL. Thì trước đó thì mình đã nhận một cái order một cái dòng tai nghe này nè, cũng là 20 đô, 720.000 về. Rồi tại vì ở đây bên hải quan của mình á, nó khui ra để nó kiểm tra hàng á, là nó khui chứ mình cũng không có khui, thì là cái hộp là khui rồi. Rồi mình khui luôn cho bạn xem nha. Ở bên dưới đó là phần cách sạc á, cái này dạng chụp tai nè, tại vì mình cũng có quá nhiều tai nghe mà mình không thể nào mình mua thêm nữa, để mình review các bạn cái chất lượng như thế nào ha. Thì mình chỉ giới thiệu sản phẩm thôi. JBL viên cái con này nè, mình có nghe thử rồi thì mình thấy nó nghe nó cũng ok. Đây cái con nó đây, cái này của khách nhưng mà các bạn nó có vấn đề vì trục trặc tí xíu, cho nên nó là mình là khách không nhận được, nếu như khách không có ưng ý với cái sản phẩm này á thì nó bên khách không nhận nữa thì mình trả lại, thì mình lấy mình nghe ha. Cái này nhưng mà cái này nó hết rồi, giống như là mỗi một cái thời gian mỗi tuần đó là nó bung, nó sẽ xem một sản phẩm, các bạn hiểu không? Thì cái tuần trước thì nó xem cái hộp nhỏ, bây giờ nó xem cái trục ta này là có 720.000 Việt Nam đồng về tay. Bên mình là tính về không còn phí gì nữa ha. Rồi cái này mình chắc ở dưới là phần cấp sạc thôi, không có gì đặc biệt. Ê, phần cấp sạc của nó là đây này, cái cáp nó là cắm đây luôn rồi, không có cấp sạc. Các bạn nghe tai nghe nghe bình thường với tai nghe Bluetooth. Rồi. Ok. Cảm ơn các bạn.